Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin phép được chia sẻ cách trồng cây đậu đũa tại nhà hoặc ở trên sân thượng. Đây, mình có một túi hạt giống đây. Đây, các bạn có thể thấy cây đậu đũa nhà mình đây. Đậu đũa rất là dễ trồng thôi. Và trồng tại nhà thì rất là đơn giản. Hôm nay mình xin được chia sẻ kinh nghiệm cách trồng cây đậu đũa tại nhà. Mời các bạn cùng xem và tham khảo. Và đầu tiên đó là ngâm hạt đậu đũa cho nhanh nảy mầm. Như các bạn có thể thấy ở đây, cái hạt đậu đũa thì nó nhăn nheo chứ nó không mẩy như hạt đậu cô ve. Thì để các bạn phân biệt cho dễ, hạt đậu đũa nó nhăn nheo, hạt đậu cô ve thì nhìn nó mẩy hơn. Đây, mình cho vào nước ấm ấm, mình pha nước ấm ấm, mình ngâm từ 4 đến 6 tiếng, hoặc là các bạn ngâm qua đêm trước khi đi ngủ, các bạn ngâm xong rồi sáng hôm sau các bạn gieo là ok. Ngâm này với mục đích cho hạt đậu đũa nhanh được nảy mầm. Nếu các bạn nào bạn thích ủ thì ủ hôm trước hôm sau là nó nảy mầm đấy mà. Nhưng mà mình cứ ngâm xong xong là sáng hôm sau mình đem gieo luôn, rất nhanh nảy mầm. Và tiếp theo đó là về phần trộn đất để trồng cây đậu đũa. Thì đối với cây ăn quả ngắn ngày ở trên sân thượng, mình thường thường mình trộn như sau. Đầu tiên đó là 4 phần đất cũ, đất đã qua trồng trọt canh tác rồi đấy. Tiếp theo 1 phần phân chuồng, đau hoai mục, 1 phần chấu hun, 1 chút vỏ trứng giã nhỏ mịn, 1 chút phân viên nén hữu cơ vi sinh tổng hợp các loại đa vi lượng. Các bạn không có thì các bạn có thể dùng một chút NPK hoặc là lân xanh để ok hết. Và các bạn chú ý là khi mà đất cũ của bạn đã bị lì và không được tơi xốp thì các bạn phải cho thêm một phần mùn dừa nữa vào. Thêm một phần chấu hun, xong thêm một phần mụn dừa trộn thêm vào để đất được tơi xốp. Và cuối cùng mình luôn sử dụng nấm đối kháng Trichoderma để diệt các loại nấm bệnh hại cây trồng và cân bằng lại hệ vi sinh cho đất để đất được tốt và tơi xốp hơn. Và sau khi đã chuẩn bị xong các nguyên liệu thì các bạn đổ vào thùng đất và trộn đều lên. Đầu tiên đó là một phần phân chuồng đã ủ hoai mục, một phần chấu hun, đất của bạn nào mới lấy về hoặc là đất mới vẫn còn cứng và chai lì thì các bạn trộn thêm một phần mùn dừa nữa vào để đất được tơi xốp. Một chút phân viên nén hữu cơ vi sinh tổng hợp đa vi lượng. Các bạn không có, các bạn có thể thay thế bằng một chút NPK với hàm lượng bằng nhau hoặc là một chút lân để ok hết, để cung cấp đầy đủ vi chất dinh dưỡng và khoáng chất cho cây trồng ban đầu. Tiếp theo một chút vỏ trứng giã nhỏ mịn, cung cấp canxi và một số khoáng chất cần thiết cho cây trồng được cứng cáp và khỏe mạnh. Cuối cùng rắc nấm đối kháng Trichoderma. Một nắm nhỏ là ok. Và sau đó là trộn đều lên. Và bây giờ mình đã trộn đều rồi đấy ạ. Trộn đều đất và các hỗn hợp phân, chấu hun. Sau khi trộn xong, các bạn tiến hành gieo hạt đậu đũa. Và như mình hay gieo thì khoảng 20 phân mình gieo một hạt, cứ 20 phân, mỗi cây cách nhau 20 phân là ok.
Và đây mình bắt đầu mình gieo cái hạt đậu đũa ở cái thùng này. Lúc nãy mình trộn là mình trộn ở cái thùng cá hồi. Xong rồi bây giờ mình đổ ra cái thùng này. Thùng này của mình là thùng 40 60 đấy. Đấy. 1 2 3 40 60. Thì các bạn chú ý khi gieo đậu đũa hoặc là bất kể một loại cây gì thì các bạn nên chỉ đổ 2/3 thùng thôi, chứ các bạn không nên đổ đầy để về sau mình còn bón phân. Đây, hạt đậu đũa mình đã ngâm qua đêm rồi ạ. Ngâm qua đêm rồi bắt đầu hạt nó hơi trương trương lên rồi. Đấy, cứ 20 phân. 1 2 thì mình gieo. Tay mình hơi bẩn. Đây, mỗi lỗ mình gieo 2 hạt. Mỗi lỗ mình gieo 2 hạt. Không à, để cây nào đẹp thì mình để, mà cây nào xấu thì mình bấm đi. Thế là ok. Hãy cứ khoảng 20 cm, 20 phân. Mình gieo một hốc. Ngâm hạt đậu đũa ngâm từ 4 đến 6 tiếng xong rồi đem ra ngâm, đem ra gieo. Ok. Đây. Đây. Sau khi gieo xong, các bạn phủ một lớp đất mỏng lên những cái chỗ gieo để giữ ẩm cho hạt và tưới giữ ẩm. Như ở đây đất của mình ở đây nó đã ẩm rồi nên mình chỉ cần phun sương giữ ẩm thôi. Nếu mà đất của bạn nào khô thì các bạn phải tưới ẩm trước đi, trước khi gieo nhé. Không là gieo xong các bạn chỉ tưới qua thôi là ok. Chứ các bạn cứ để đất khô, các bạn gieo hạt, sau các bạn mới tưới thì đất nó sẽ bị lì xuống, nó sẽ bị nghẽn hạt, hạt không lấy mầm được hoặc là sẽ bị thối ở dưới. Nhiều bạn gieo hạt là như thế đấy. Khi phải làm ẩm hạ, ẩm đất trước khi gieo. Gieo xong thì phun sương giữ ẩm. Và 1-2 hôm là hạt nó ngóc lên hết rồi mà. Chứ đất khô mà tưới ục một phát thì đất nó bết lại, hạt ở dưới thì nó không thể nào nó cựa được mà nó lẩy mầm lên. Các bạn chú ý ạ. Yeah, mình đã gieo xong rồi mà mình đậy cái lưới này vào. Mình nhà mình nuôi mèo nó hay bới lung tung nên mình phải đậy. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đậu đũa mình gieo được nửa tháng ấy ạ. Đã rất là tốt rồi. Mình chưa bón được cái gì cả, chỉ có tưới nước, cây lớn thôi. Mình trồng thùng to đấy, leo lên đến giàn rồi đấy. Đấy. Mình trồng thùng to thì mình không phải bón nhiều. Mình chỉ cần tưới nước thôi. Mỗi thùng 6 cây, 6 đến 8 cây. Nên mình quay video clip thì clip nào mình cũng nói những cái cây ăn quả ngắn ngày trồng ở trên sân thượng ấy ạ. Trồng ra thùng to. Công chăm sóc rất là nhẹ nhàng thôi, chứ không phải trồng thùng nhỏ đến khi mà cây phát triển bắt đầu ra hoa đậu quả thì thùng nhỏ quá thì cây nó hết chất rồi, hết chất ở chậu để nó hút rồi. Thì mình phải bón thêm, mà phải bón và bổ sung liên tục. Thì cây nó mới có dưỡng chất và thức ăn để nó phát triển và ra hoa đậu quả được. Đây, như ở bên này mình dưa chuột của mình ạ. Mỗi cây một thùng. Thùng 40-50 đấy ạ. Mà mỗi thùng mình trồng có một cây đấy. Mình cũng chưa bón một cái gì cả. Mình chỉ có tưới nước và chờ lớn thôi. Nhưng mà bắt đầu ra hoa đậu quả thì mình bắt đầu mới bón. Kể cả như đậu đũa mình trồng đây cũng thế. Bắt đầu ra hoa đậu quả thì mình mới bón, tại vì mình trồng thùng rất là to đây. Các bạn có thể nhìn thấy thùng to này như này mà mình gieo có 6 cây. Chăm nó rất là nhẹ nhàng và tình cảm thôi. Chứ trồng thùng nhỏ quá, cây đến lúc cây nó lớn thì lại thành thiếu chất. Và cuối cùng video clip chia sẻ cách trồng đậu đũa tại nhà. Từ khâu ngâm hạt đến phần trộn đất và phần chăm sóc.
đậu đũa tại nhà của mình, video clip của mình đến đây xin phép được kết thúc. Các bạn có chỗ nào không hiểu thì xin để lại câu hỏi ở dưới phần bình luận của video. Mình sẽ trả lời đầy đủ và dễ hiểu hơn. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.